Lại này em đây, em Quỳnh ô tô Cúc Yên Bái chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu cho anh em sản xuất 2010 biển 22 Tuyên Quang nhá. Biển này cực đẹp luôn rồi. Con này giá loanh quanh là 188 triệu nhá, bao rút hồ sơ. Anh em cái giá trên anh em đến cửa hàng em vẫn độc lái anh em mấy triệu về nền liên hoan nhá. Triệu quay anh em xem này, đèn vẫn còn mới zin này. Lốp nắp con này nó được khoảng tầm 85% nhá. Là anh em đi khoảng tầm 2 năm nữa đổi thay. Quay về nội thất cho anh em xem. Nội thất này. Cái cánh cửa này nút lên xuống kính này vẫn đẹp anh em nhá. Nội thất con này màu đen. Đã được bọc lại ghế nhìn rất là đẹp. Trần thì lên trần 3D 4D rồi. Quá đẹp anh em ạ. Tay phanh này. Tay phanh đẹp. Số cũng đẹp luôn này. Con này có màn hình cam lùi đầy đủ anh em nhá. Nếu mà anh thích cái màn hình cảm ứng Android đẹp hơn thì em thay cho anh em nhé. Anh em nào thích cái quả màn hình kia thì em thay. Bây giờ nó đang theo xe này thì em cứ để đấy. Con xe này đi hơn chục vạn anh em nhé. Xe quá đẹp. Đây có cả cái lo thảm này nó đỡ nắng. Vô lăng đẹp. Biểu tượng vẫn đẹp lắm anh em ạ. Nó xà là đẹp. Sau khi cánh cửa sau anh vẫn đẹp long lanh này. Đấy ghế. Nó sàn thì vẫn là nó sàn nỉ theo xe anh em nhá. Sàn này anh em nào nếu mà cắt thêm cái nó sàn cao su hoặc lên sàn 3D thì nó đẹp hơn. Giá hơn 100 triệu thì em vẫn để này. Còn anh em nào thích thì em lên sau. Con này đã lên được bộ tem xe nhìn rất là thể thao anh em nhá. Nên bộ tem là rất là đẹp. Lóc thì đã lóc này là dán anh em nhá. Anh em là không thích về có thể bóc ra nhưng mà dán này thì nó rất là đẹp xe. Lốp nắp này. Lốp nắp mà mới cả dàn luôn. Tổng thể vai ớt màu trắng này anh em chạy dịch vụ gia đình này hoặc là cưới hỏi cũng đều đẹp hết. Biển Tuyên Quang, anh em Tuyên Quang đâu nhỉ? Anh bỏ ra hơn 100 triệu đây. Đúng 188 triệu nhá. Giá trên thì em vẫn có lọc lá cho anh em về liên hoan mới bao rút hồ sơ. Tạm đi, cái này đã được bọc ra nhìn đẹp anh em ạ. Tạm đi cánh cửa đây anh em nhá. Quá đẹp luôn. Để mà tổng thể nội thất con này là đẹp long lanh rồi. Anh em bỏ ra hơn 100 triệu mẫu xe như này về anh em sẵn đi thôi. Về không phải làm gì cả. Sẽ đăng kiểm con này. Đăng kiểm còn đến tháng 6 2023 anh em nhá. Vẫn còn dài lắm. Thoải mái anh em luôn. Đấy. Tổng thể màu trắng cực đẹp luôn. Em quay về phần máy cho anh em xem nhá. Để mà nói máy thì cái dòng Toyota máy của nó thì quá là bền rồi. Máy là đề phát nổ luôn. Phần máy đây anh em nhá. Máy là quá đẹp rồi, quá chất rồi. Nó quay gần cho anh em xem này. Máy để điều hòa anh em nhá. Để lanh quanh bỏ ra cửa tiền hơn 100 triệu anh em. Nó có mẫu Toyota sản xuất 2010 cực chất nhá. Biển Tuyên Quang anh em. Anh em nào kết thì cho em xin nút đăng ký kênh nhá. Số điện thoại là 0966 862 666. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh của em và video của em ạ.